Hai bà con cô bác và cô chú anh chị, trong đoạn video ngày hôm nay cũng như thường lệ, cho em gửi tới bà con cô bác và cô chú anh chị lời chúc sức khỏe, chúc cho mọi người gặp thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tìm được những giây phút vui vẻ giải trí, tìm được món đồ cho mình ưng ý khi xem những cái đoạn video của em. Thì thời gian vừa qua vì một số công chuyện gia đình cũng như là đi gom những cái món đồ mới, cho nên em không có lên video thường xuyên được. Hy vọng bà con cô bác và cô chú anh chị sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng em để xem được cho mình những cái món đồ mới đó. Thì em có thời gian thì em không có lên được thường xuyên, nhưng mà em vẫn gọi là cố gắng, khi mà gom được đồ mới về là em đều lên những cái video để giới thiệu. Cho nên bà con cô bác, cô chú anh chị, mình đã thấy em ngưng 2-3 ngày không lên video thì mình chịu khó, mình thông cảm cho em ha. Mình đợi em những cái video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tiếp những cái món đồ đó mà em đi gom được. Rồi bây giờ để không làm mất thời gian của mọi người, em xin được đi vào giới thiệu một số cái món đồ trong đoạn video ngày hôm nay. Ngày hôm nay em mang lên tới cho mọi người rất là nhiều cái món đồ, từ đồ đồng, đồ gỗ, đồ gốm đó, những món đồ độc lạ. Về đặc biệt ngày hôm nay em có khá là nhiều cái món đồ vừa hay vừa theo bộ nha, vừa theo bộ của sẵn đó và vừa theo cái bộ mà em tự chế. Về bộ gốm thì em có một cái cặp nè, hai cái chóe con và một cái bình đó. Thì đây là cái chóe là một cặp nè, cái bình lẻ là một món riêng, nhưng mà em gom lại thành một bộ ba như thế này em giới thiệu đó. Cái thứ hai là một cái bộ ba món, một cái đỉnh có đế và hai cái chân đèn đó. Ba cái món đồ này là ba món đồ đồng nha, và gọi là, nếu mà nói đúng theo như cái cảm nhận của em thì nó rất là lâu rồi nha, nó gọi là đồng cổ luôn, thì em nghĩ là vẫn đủ khả năng, đủ điều kiện để gọi nó là một cái bộ lư đồng cổ nha. Rồi ngoài ra em có một số cái món đồ khác, như là một cái cặp chậu nuôi cá nè đó, một cái cặp em xin lỗi, một cặp bình bông bắt chữ đó, và một số cái món đồ khác như những cái nai có nắp nè đó, những cái nai bọc đồng, một cái ấm candy chu đậu. Rất lâu rồi em mới tìm lại được một cái ấm candy như thế này nha. Đó thì đó là những cái món đồ mà em giới thiệu trong đoạn video ngày hôm nay. Bây giờ em xin được đi vào giới thiệu chi tiết. Bà con cô bác và cô chú anh chị, mình đợi em đổi góc quay lại nha. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái bộ gồm hai cái nẫm, bốn cái chung trà và một cái khay trà. Đó, đây thì là những cái món đồ mà em sưu tầm được qua một thời gian, và hôm nay em gom lại thành một cái bộ combo như thế này để giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị. Đầu tiên là về cái khay trà. Đây là một cái khay trà gỗ trắc mà em sưu tầm được nha. Cái khay trà này nó được một cái điểm đặc biệt là được khảm sa cư đó, xung quanh tứ diện, và ở bên trong lòng của cái khay trà này cũng được khảm sa cư. Một hồi nữa em sẽ quay cận cảnh hơn ha. Và những cái chi tiết khảm sa cư này đều được khảm thủ công nha, thủ công tay 100%. Đây là một cái khay trà xưa nha. Đó, đã qua cái thời gian 5 tháng sử dụng đó, em có đi gom đồ, em gặp được thì em gom về, em mang lên giao lưu với mọi người. Đó, tiếp theo là hai cái nẫm, một cái nẫm nhỏ như thế này và một cái bình hồ lô như thế này. Đó. Và cuối cùng là bộ bốn cái chung. Đó. Thì hai cái nẫm và bốn cái chung này đều là những cái món gốm tộc cổ mà em sưu tầm được ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái đem để cho nó ngay ngắn lại nên nó hơi bấp bênh quá. Em để xuống dưới luôn cho nó an toàn, nhìn thấy. Em sẽ giới thiệu là đầu tiên là một cái hồ lô đó, một cái hồ lô hai bầu đó, vẽ mây rất là đẹp luôn ha. Đó, về cái nét vẽ em quay gần hơn cho bà con cô bác và cô chú anh chị mình xem nè. Đó, nét vẽ mây có những nét chỗ đậm chỗ lợt ha. Cái màu men trắng sữa thì nó bị hơi bẩn nè đó, một số cái chỗ nó bị chỗ đồng chỗ sắc đó. Và bên trên phần miệng thì được bọc đồng thủ công tay ha, phần miệng không có bị găng nứt hay là gặn mẻ gì hết. Chung đáy thì rất là già, có một số chỗ và sát đáy thì nó bị lủng men như thế này đây, những cái điểm thời gian ha. Ở phía dưới đáy hiệu đề là một hình bông hoa như thế này, ở đây là một cái nút ruồi đó, một cái nút ruồi xuất hiện ha. Kích thước của cái hồ lô vẽ mây này có phần chiều cao là gần 19 cm nha. Đó, gần 19 cm. Cái phần đường kính đáy là khoảng 5 cm, và giá em giao lưu với mọi người
cái hồ lô vẽ mây này với giá là 4 triệu đồng. Đây, cái nệm này tiếp theo là một cái nệm gốm tàu cổ bọc đồng ha. Tích vẽ trên cái nệm này là một cái vị quan đó, có một vị quan, một vị tiểu đồng đó và một cái số cảnh vật khác đó. Cái nước men trắng sữa này nó cũng bị bẩn nè, do cái quá trình bảo quản đó. Thứ hai là một cái số chỗ nó bị lủng men như thế này, phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tay đó, không có bị răng nứt hay rặn mẻ gì hết. Chôm đáy thì rất là già, hiệu đề 4 chữ đó. Chiều cao của nệm này thì nệm này cao khoảng là 18.5 cm ha, phần đường kính đáy là 5.5 cm và giá em giao lưu với mọi người cái nệm này với giá cũng là 4 triệu đồng. Tiếp theo là bốn cái chung trà. Bốn cái chung trà này đều là những cái chung trà vẽ lân vần cầu nha. Bên ngoài phần miệng thì được bọc đồng thủ công tay đó. Ở trong cái nước men trắng sữa vẫn còn rất là đẹp luôn ha, còn cái độ bóng nhất định nè. Bên ngoài cũng có rất ít những cái điểm bị lủng men hoặc là những cái nốt ruồi ha, những nốt chàm ha. Chôm đáy và hiệu đề, chôm đáy rất là già, có một số chỗ nó bị nhăm bị mẻ một tí nha. Hiệu đề hai chữ nè, nét vẽ rất là đẹp, rất là dứt khoát. Hai cái chung này thì cái chung đầu tiên có phần đường kính là 8 cm, chiều cao là 6 cm. Chung thứ hai có phần đường kính cũng là 8 cm, chiều cao cũng là 6 cm đó. Và hai cái chung tiếp theo đó cũng tương tự, cùng tích luôn nha. Cái bộ này bốn chung này em gom được là cùng tích luôn. Cái chung thứ ba có phần đường kính là 8, chiều cao là 6 cm. Chung thứ tư là cũng gần 8 cm và chiều cao cũng là gần 6 cm nha. Đó. Ở bên trong cái nước men vẫn còn cái độ bóng nha, không có bị răng nứt gặn mẻ hay là những cái điểm nốt ruồi nhiều ha. Phần chôm đáy và hiệu đề, ở chôm đáy rất là già, hiệu đề hai chữ, nét vẽ rất là đẹp luôn. Ở cái chung này còn có cả một cái vết răng, vết rạn nhỏ nè. Đó, chỉ xuất hiện trên những cái món đồ gốm lâu tuổi thôi ha. Và em xin phép được giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị bốn cái chung này với giá là 8 triệu đồng. Đó, mỗi cái 2 triệu ha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý mình liên hệ với em qua Zalo và số điện thoại của em là 0774814824 ha. Và món đồ cuối cùng trong cái bộ combo này là một cái khay trà gỗ chắc mà em đã giới thiệu từ ban đầu nha. Đó, đây là một cái khay trà mà em cũng có duyên em gom về được ha. Như em đã giới thiệu ha, bên ngoài tứ diện thì được khảm xà cừ và bên trong cũng là được khảm cảnh đồng quê đó. Và những cái chi tiết này đều được khảm bằng tay hết nha. Mình rờ vào là mình thấy những cái vết lõm xuống nè. Đó, người thợ thủ công họ sẽ dùng những cái dụng cụ chuyên dụng của họ, họ khoét cái nước cái thịt gỗ và họ dùng ấy họ đắp vào, đó dùng cái xà cừ đắp vào chứ không như những cái món đồ gỗ mới sau này là đa số đều dán, cái đó là em nói thật. Đó, kích thước của cái khay trà gỗ chắc này. Chiều dài là 35 cm, phần bề ngang là 20.5 cm. Và chiều cao là gần 11 cm nha. Và giá giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái khay trà gỗ chắc này với giá là 3.500.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em ha. Và nếu mà mọi người giao lưu với em chọn bộ đó, chọn bộ một khay trà, hai cái nắm và bốn cái chung này thì em sẽ để cho bà con cô bác cô chú anh chị một cái giá rất là ưu đãi luôn đó. Thường thì em rất là dễ tính luôn, mà bán được nhiều thì em sẽ giảm được nhiều thôi đó. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình cứ mạnh dạn liên hệ với em ha. Đó, thì cứ mạnh dạn liên hệ trả giá với em sẽ để một cái giá rất là tốt cho bà con cô bác cô chú anh chị giao lưu trọn bộ như vậy. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị, đây là một cái chum ngũ sắc nha, rất là đẹp, rất là già luôn. Nói chính xác là đẹp ở đây là em đánh giá về cái độ già đồ, còn về cái tính thẩm mỹ thì nó có rất là nhiều cái điểm bị lột men cũng như cái điểm mà tóc men như thế này đây, những cái nốt ruồi, những cái vết mà nếu như mà mình yêu cái độ thẩm mỹ cao á, cái độ lành á, thì em nghĩ là nó chỉ rơi vào tầm khoảng 90-95% thôi đó. Cái thẩm mỹ của nó quá nhiều cái nốt ruồi đây, nhưng mà bù lại thì là cái độ già men, cái độ già đồ của cái chum này thì không cần phải bàn, nó không cần phải chê nữa. Nếu bà con cô bác và cô chú anh chị mình là một người sưu tầm chơi những cái món gốm màu, những cái chum màu, những cái món đồ màu như thế này thì đây là một cái chum rất đáng để bà con cô bác và cô chú anh chị mình sưu tầm luôn ha. Đó, em đang quay một vòng cho mọi người xem những cái tích vẽ nè, những cái
chỗ những cái hoa văn họa tiết, cũng như là những cái chỗ men rạng và những cái chỗ mà nó bông tóc, chỗ đồng, chỗ sắc trên cái bình này. Và đây là phần chôm đáy nè, phần chôm đáy rất là già luôn và ốc trâu nổi cũng rất là nhiều ha, có những chỗ nó hơi bị nhăm, bị mẻ một tí đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều tới giá trị sưu tầm của món đồ này. Ở phần miệng đây, phần miệng thì chỗ này em cảm giác giống như nó bị ma sát cọ quẹt gì với phần đậy, phần nắp đậy lên đó. Em nghĩ cái chum này đậy bằng một cái gì đó nên nó khiến cho cái lớp men ở đây nè nó bị bong tóc đi, nó lộ ra phần đất bên trong. Ở phần miệng bên trong cũng rất là nhiều cái nút ruồi, chỗ rất là nhiều luôn. Kích thước của cái chum này, cái chum ngũ sắc này thì có chiều cao là 20.5 cm, phần đường kính miệng là 10.5 cm. Và cái hoành để em đo xem, phần hoành của chân này là 56 cm nha, đó, xinh lọc ha, rất là đẹp luôn. Và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái chân ngũ sắc này với giá là 7 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em nha, Zalo và số điện thoại của em là 0774814824. Kế tiếp em giới thiệu tới với bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái bình. Cái bình này thì cái hình dáng nó em thấy cũng giống như những cái ấm candy bầu vú ha. Đó, cái điểm đặc biệt, một cái điểm mà rất là đáng để mà chú ý thì đây là một cái bình, nó là một cái món đồ phố theo như em tìm hiểu nha. Nó là một cái món đồ phố rơi vào giai đoạn Khang Hy nha. Thì món đồ phố này em cũng không biết dùng cái cách giải thích như thế nào, nhưng mà để họ hiểu một cách nôm na thì nó là một cái món đồ có cái gọi là cho dùng, không dùng trong trong phủ, trong trong ấy, mà nó hay gọi là món đồ phỏng lại đó. Cái giá trị sưu tầm của nó thì nó sẽ thấp hơn so với những cái món đồ chuẩn nội phủ ha. Đó, tuy nhiên đây cũng vẫn là một cái món đồ gốm rất là đẹp luôn đó. Rồi, giống như là một cái món đồ đồ loại 1 và loại 2, những cái từ từ thuật ngữ nó đơn giản như vậy đó. Đó, và những cái chi tiết trên đây là đều được vẽ lên rất là đẹp luôn. Phần miệng không có bị cái găng nứt hay là bị sức mẻ gì cả. Đó, phần miệng cái ấm cái bầu này đó, không có được bọc đồng nha. Thì trước đó em có một cái bình candy vú như thế này đó, nó gọi là một cái đồ chuẩn nội phủ luôn. Ở phần thân nó chia thành từng khía và rất là đều luôn đó. Nhưng mà sau khi lên cái đoạn video đó thì em đã bán được cái bình đó và còn lại một cái bình đồ phố như thế này. Thì hôm nay em lại tiếp tục mang lên giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị nha. Thì cái bình này có phần chiều cao là 27 cm, phần đường kính miệng là 11.5 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái ấm candy hàng phố này với giá là 8 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em nha, Zalo và số điện thoại của em là 0774814824. Em xin phép được quay thêm một lần nữa những cái chi tiết kể cả phần chôm đáy và hiệu đề cho mọi người xem đó. Rất là đẹp nha. Rồi, món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị cũng là một cái một trong những cái món đồ, món cái siêu phẩm mà em có duyên sưu tầm được ha. Thì trên màn hình của bà con cô bác và cô chú anh chị đây là một cái bình đó, một cái bình tì bà, một cái tì bà laser nha. Theo như em tìm hiểu cái tì bà này rơi vào giai đoạn laser rất là đẹp luôn. Và trên cái tì bà này cũng có những cái chỗ mà người ta sử dụng cái men huyết nha, theo như em tìm hiểu là như vậy nha. Đó, và cái hình ở đây là hình con phượng hoàng nè, đó, ở hai bên đối xứng nhà mặt trước mặt sau là hình con phượng hoàng, hai bên là chỗ này là đắp nổi hai hình cái đầu của con gì đó, em cũng không có nhìn kỹ nữa đó. Và những cái họa tiết hoa dây và những cái ký tự được vẽ xung quanh cái này đó. Ở phía trên là phần miệng cũng được trang trí vô, được vẻ thêm những cái hình men huyết. Phần miệng thì không có bị găng nứt hay là gặn mẻ gì hết, ngoại trừ những cái vết ố, vết bẩn nè. Ở bên lòng trong thì nó lộ ra cái phần thịt, phần đất. Bên dưới chôm đáy và hiệu đề ha. Thì phần chôm đáy rất là già luôn rồi, khỏi phải nói rồi. Ở phần đáy nó chỉ còn sót lại một ít cái lớp men như thế này thôi, còn lại nó đã lộ ra thịt hết. Đó. Đây là một cái món đồ mà một cái tì bà mà em phải nói là cực kỳ già đồ, cực kỳ đẹp luôn ha. Cốt cầm thì rất là nặng tay luôn. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình nếu mà thích sưu tầm những cái món đồ gốm và laser, những cái món gốm mà chuẩn như thế này, có thể là liên hệ với em, Zalo và số điện thoại của em là 0774814824 nha. Kích thước của cái tì bà này thì tì bà này có phần chiều cao là 50
55-56 cm ha. Phần đường kính miệng là 9.5 cm và phần hoành, đem đo phần cái hoành lớn nhất là 65 cm ha. Và giá em giao lưu với bà con cô bác của chú anh chị cái tỷ bà laser này với giá là 12 triệu đồng ha. Thì trên đây là những món đồ mà em đã giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị trong đoạn video ngày hôm nay. Hy vọng bà con cô bác cô chú anh chị xem đến đây sẽ cho em một lượt like để em có thêm động lực ra nhiều video mới. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ em trong những đoạn video tiếp theo nha. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại bà con cô bác cô chú anh chị. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là những cái nai mà em đã sưu tầm được. Đầu tiên em giới thiệu tới mọi người là một cái nai có nắp vẽ lân vực cầu. Thì đây là những cái nai gốm thuộc cổ mà em có duyên sưu tầm về được ha. Những cái nai mà gọi là có nắp thì rất là ít khi, gọi là hiếm khi mà em gặp được ha. Đó, cái nai này là vẽ tích vẽ lân vần cầu nè, và còn cái nắp lành lặn đồng bộ nè. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần em quay gần hơn nè. Thứ nhất là cái nét vẽ đó, nét vẽ mây đó, khói nè, rồi cả những cái màu sắc của cái phần nắp và phần thân nó có sự đồng bộ đồng điệu ha. Đó, rồi em xin được quay từng cái bộ phận ha. Cái phần nắp nè còn lành lặn, không có bị sức mẻ gì hết ha, do là được bọc đồng thủ công tay bên ngoài nè, mọi người có thể nhìn thấy ha. Ở cái phần nhìn kỹ hơn ở cái trên cái chỗ cầm này nè, là nó có một cái vết rạn nứt ra luôn rồi nè. Đó, và xung quanh là có rất là nhiều cái điểm lủng, nó bị lủng men nè, rồi nó chỗ sắt chỗ đồng nó theo thời gian năm tháng ha. Ở bên trong bên nhìn bên phần như chỗ tay em đang chỉ nè, là những cái chỗ này nó đã bị lột men, nó lột mất lớp thịt rồi, nhưng mà bên sâu bên trong này nè, bên trong cái lỗ này nè, thì nó vẫn còn cái nước men ha. Đó, em rờ bản thân em cầm được em rờ cho nên em thấy được ha. Đó, phần miệng nè nó hơi có bị nhăm nhăm mẻ mẻ một tí ha, đó là phần nắp. Còn đây là cái thân nè, thân bình nè, đó thân bình vẽ tích lân vần cầu và có rất là nhiều cái điểm nó bị lột men, nó lột da men rồi lủng lủng men thế này. Phần miệng ở trên đây cũng được bọc đồng thủ công tay đó, miệng thì không có bị gân nứt hay gặn mẻ gì hết nha. Đó, chỉ có là những cái nốt ruồi, những cái nốt chỗ đồng chỗ sắc xuất hiện hơi nhiều thôi. Đó, về chôn đáy và hiệu đề, chôn đáy rất là già luôn ha. Phần chôn đáy thì không có được bọc đồng thủ công tay đó. Hiệu đề ở bên dưới là hai vòng tròn, hai vẽ hai vòng tròn đồng tâm đó, và rất là già luôn, chôn đáy rất là già, có nhiều chỗ nó bị mẻ mẻ nhăm nhăm như thế này đây. Đó, ở đây là một cái vết rạn nứt luôn nè, một cái vạn rạn nè. Đó, về kích thước của cái nai có nắp này, chiều cao của cái nai này là 28 cm nha. Đó, chiều cao của cái nai này là 28 cm và phần hoành là 44 cm. Và giá em giao lưu với mọi người cái nai có nắp này với giá là 5 triệu đồng nha. Bà con cô bác và cô chú anh chị ưng ý mình liên hệ với em qua Zalo và số điện thoại là 0774814824. Rồi, một cái nai tiếp theo em giới thiệu tới mọi người, đây là một cái nai vẽ rồng, lông mã và chữ thọ ở giữa ha. Cái nai này cũng được bọc đồng thủ công tay ở phần phần miệng nè, đó phần miệng cũng không có bị răng nứt rạn mẻ, bằng mắt thường mình có thể nhìn thấy ha. Cái nai này cái nước men nó vẫn còn một cái độ bóng ha. Đó, so với nhiều một cái em để mọi người so sánh nè, cái nai một cái thì cái nước men của nó đã không còn cái độ bóng được nữa. Đó, thì cái vấn đề ở đây là do là thời gian thôi. Đó, thời gian đâu hôm qua một cái thời gian 5 tháng thì những cái món đồ mà nước men nó lúc nào cũng bị xuống hết trơn á. Đó, thì những cái món đồ mà tuổi đời nó già hơn đó, thì cái việc mà cái nước men của nó bị xuống màu, nó không còn cái giữ được cái độ bóng như ban đầu là cái việc không thể nào tránh khỏi. Đó, nói như vậy không phải là để nói cái nai này là nó còn non đồ hay là nó chưa đủ tuổi ha. Thì bằng cách nào? Bằng một những cái đặc điểm nhận dạng trên những cái món đồ mà gọi là lâu tuổi như em hay nói đó. Thứ nhất, những cái điểm thời gian đó, những cái nốt chỗ sắc chỗ đồng nè đó. Thứ hai, những cái nét vẽ đó, những cái nét vẽ đó, những cái món đồ mà gọi là vẽ tay thì nó sẽ có những nét đậm nét lợt đó, và nó cũng sẽ có những cái chỗ xuống màu đó theo thời gian năm tháng. Thứ ba là một số cái điểm như chỗ đồng chỗ sắc nè đó, những cái phần miệng hay là phần chôn đáy đó mình để phân biệt đó, nhất là những cái điểm mà nó chỗ đồng chỗ sắc như thế này đây đó. Rồi, cái này vẽ rồng chữ thọ và lông mã này có phần
chiều cao là 25.5 cm nha. Đó, và phần hoành là 41 cm, và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái nail này với giá cũng là 5 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình đừng ý, mình liên hệ với em ha. Rồi, đây là cái nail thứ ba đó, mọi người có thể nhìn thấy ha, nếu mà em xếp theo thứ tự như thế này thì mọi người có thể nhìn thấy là cái độ bóng nó giảm dần đó. Có những cái món đồ thì nó còn giữ được một cái độ bóng nhất định, còn có những cái món đồ thì nó độ bóng nó không có còn được ấy nữa ha, nước men nó bị xuống màu rất nhiều. Cái nail này là một cái nail gốm tàu cổ được bọc đồng ở phần miệng và được bọc rất là dày luôn, rất là cao luôn ha. Phần bọc đồng thì em đo nó khoảng được 3 cm luôn ha, vật bọc rất là cao cho nên cái phần miệng nó không có bị răng nứt rạn mẻ gì hết trơn nè, được bảo vệ rất là kỹ nha. Đó, và cái tích trên đây là vẽ tích ông già trăng trâu, ở phía sau là có hai cái câu hiệu đề, cái câu thơ nữa đó. Và trên phần thân cũng có rất là nhiều cái điểm thời gian ha, cái điểm lủng men nè, một số cái điểm nó chỗ sắt chỗ đồng ra nè đó, một vài chỗ nó bị lột men đó. Ở phần bên dưới là chôn đáy và hiệu đề, thì chôn đáy rất là già luôn đó. Phần hiệu đề 4 chữ nè, nét vẽ là dứt khoát nè đó. Ở phía sau hai câu thơ này thì em cũng không biết là cái gì hết, mọi người giờ dịch giùm em với nha. Rồi, ở trên phần thân nè, một số cái điểm mà nó chỗ đồng chỗ sắt ra nè đó, em quay rất là kỹ cho bà con cô bác cô chú anh chị mình xem ha. Mọi người xem trên đoạn video của em mà thấy chưa rõ, mình liên hệ với em qua Zalo, cũng là số điện thoại là 0774 814 824, để em gửi thêm hình ảnh cũng như là gọi điện trực tiếp cho mọi người xem từng cái món đồ mà mọi người ưng ý ha. Rồi, về chiều cao của cái nail này, cái nail này có chiều cao là 26 cm nha đó. Và phần hoành đến đó xem, phần hoành của cái nail này là 41 cm, và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái nail này cũng là 5 triệu đồng nha đó. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình đừng nghĩ, mình liên hệ với em nha. Rồi, em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái món đồ cũng khá là đẹp luôn mà em có duyên gom sưu tầm được. Trên tay em đang cầm đây là một cái an, đây là một cái an gốm tàu cổ tích vẽ bát tiên nha. Đó, tích vẽ bát tiên có nghĩa là 8 vị tiên ha, mỗi người một tư thế đang đập mây nè đó, rất là đẹp luôn. Bên ngoài đây là em quay cái phần bên ngoài cho mọi người xem nè đó. Mọi người có thể nhìn thấy ha, cái nước men trắng sữa này nó bị bẩn nè, và nó có xuất hiện những cái nút rôi, những cái điểm đen, những cái điểm chỗ đồng chỗ sắt ha. Ở bên phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tay luôn, ốp trong ốp ngoài luôn đó, rất là đẹp luôn. Và bên trong là cũng là vẽ tích bát tiên khác đó, ở 8 vị tiên với 8 cái tư thế khác ha. Đó, bên trong cũng không có nhiều những cái điểm mà bị bong tóc hay là lột men gì cả nha, còn rất là lành, chỉ có điều là cái nước men trắng sữa thì nó hơi bị ố bẩn bẩn tí thôi đó. Về chôn đáy và hiệu đề, em quay cái phần chôn đáy trước đó. Đúng rồi, phần đáy nè, phần đáy có những chỗ nó bị lột men khá là cao ha đó, tuy nhiên được cắt gọt rất là đẹp luôn đó. Thỉnh thoảng thì có một vài chỗ giống như nó bị mẻ, bị nhăm một tí nhỏ ở đây đó, và có những chỗ nó hiện cái đường rạn nứt nhỏ nhỏ ở đây đó. Đây là những cái điểm bị nút men nè, rồi nó chỗ sắt ra nè đó. Phần hiệu đề 4 chữ, nét vẽ rất là đẹp luôn đó. Nước men ở phần men ở đi đáy vẫn còn lành ha. Về kích thước của cái an này thì an này có phần đường kính miệng là 23.5 cm, phần chiều cao là gần 9 cm nha. Và giá em giao lưu với mọi người cái an gốm bát tiên này với giá là 6 triệu đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị mình đừng nghĩ, mình liên hệ với em ha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824. Rồi, một cái an kế tiếp em giới thiệu với mọi người. Đây là một cái an mà cũng là một cái an gốm tàu cổ mà em có duyên sưu tầm được. Tích gọi của cái an này em không biết gọi là gì hết luôn, chỉ thấy là vẽ mấy con dê rồi bụi cây đồ này kia ha. Đó, cái an này cũng được bọc đồng thủ công tay ở phần miệng nè. Đó, ở bên trong cũng là cái tích đó nhưng được vẽ trên cái mặt phẳng ở đây. Đó, không có những cái điểm mà bị lủng men hay là bị sức mẻ gì hết nha. Bên ngoài ở đây thì bằng tay em rờ thấy giống như là một cái chỗ nó nổi nổi cái ốc trâu hay là nổi cái da cóc lên đây nè. Đó, nhưng mà nó chỉ hơi u lên một tí thôi, chứ nó không có bị làm, nó không có bị lóc bong tóc men chỗ này nha. Phần chôn đáy rất là già luôn, cắt gọt rất là đẹp luôn, hiệu đề 4 chữ đó, nét vẽ ý khoát ha, có cái độ xuống màu ha, độ cái màu nó bị xuống mà đó,
và có những cái vết đường đường rạn nè, có những cái đường rạn li ti ở đây nè. Đó. Cái an con dê này thì có phần đường kính là 23.5 cm nha, còn chiều cao lên là 9 cm. Và giá em giao lưu với mọi người cái an con dê này cũng là 6 triệu đồng ha. Và con cô bác và cô chú anh chị mình đừng ý thì mình liên hệ với em nha. Rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một món đồ rất là đặc biệt luôn và rất là độc đáo luôn. Trên màn hình của bà con cô bác và cô chú anh chị là một đôi bình bí ha. Đó, từ cái kiểu dáng kích thước rất là độc lạ luôn. Em nghĩ là chắc khó kiếm được một cái đôi thứ hai như thế này nha. Thì cái đôi bình bí này, thứ nhất là về cái hình dáng của nó nè, thứ hai là cái tích của nó nè, tích lông ẩn nha. Đó, tích lông ẩn vẽ rất là đẹp luôn. Đó, mọi người có thể nhìn ở đây là em quay xa trước cho bà con cô bác cô chú anh chị mình hình dung ha. Rồi để cho nó dễ giới thiệu thì em sẽ đo kích thước trước cho mọi người xem. Chiều cao của đôi bình bí này là 46 cm nha. 46 cm. Đó, phần đường kính miệng là 18.5 cm và phần hoành là 79 cm nha. Một con số thần tài ha, con số thần 79 là con số thần tài lớn, rất là đẹp luôn. Đó, em đo cái kích thước của cái bình thứ hai luôn nè. Một hồi nữa thì em sẽ quay cận cảnh em đã, em không cần phải ấy lại. Cũng là 79 luôn. Đó, nó là thử cân đối mà đến là rất là tỉ mỉ luôn ha. Đó, những con số mà rất là đẹp. Đó. Rồi, thì cái đôi bình bí này, đó, em có một đôi như thế này, em nói chung là em cũng có duyên em sưu tầm được cái đôi này, thì hôm nay em mang lên đây giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị. Em xin được phép dời cái máy quay lại, em quay cận cảnh từng cái chiếc một để mọi người có thể xem ha. Đó. Chiếc đầu tiên bên tay phải. Đó. Đầu tiên thì em sẽ quay cái phần miệng trước nè. Đó, phần miệng được bọc đồng thủ công tay nè. Đó, bọc đồng rất là đẹp luôn. Em quay từ phía dưới lên cho mọi người xem nè. Bọc đồng nhưng mà rất là kỹ và rất là đẹp luôn nha, không ảnh hưởng tới cái phần miệng của cái bình này ha. Và những cái họa tiết tích lông ẩn nè, vẽ rất là đẹp luôn. Ở đây là một cái điểm bị lột men nè. Đó, một cái điểm lột men trên cái bình này. Đó, những cái điểm như thế này á là thường xuất hiện trên những cái món đồ lâu tuổi và nó không làm ảnh hưởng tới cái độ thẩm mỹ của cái bình này ha. Bên trong mọi người có thể nhìn thấy nè, ở trong phần miệng nè có rất là nhiều cái nốt ruồi luôn. Đó, có rất là nhiều cái nốt ruồi đen. Và nếu mà nhìn xuống kỹ xuống ở trong cái lòng trong nè, tại vì nhiều khi góc quay này mọi người khó nhìn, nhưng mà em nhìn thấy xuống ở phía dưới á là những cái vết gò giống như là những cái điểm ốc trâu á, những góc trâu mà một cốc mình bự nó nổi lên bên trong cái đáy bình nè. Đó, mọi người nếu mà muốn quan sát kỹ hơn có thể gọi điện trực tiếp cho em qua Zalo và số điện thoại là 0774 814 824 để em quay trực tiếp cho mọi người xem những cái điểm như vậy trên cái bình này ha. Đó, còn về cái phần thân nè, phần thân vẽ lông ẩn và đây nét vẽ rồng rất là đẹp luôn, nét đậm, nét lợt, nét vẽ tay, xen kẽ là những cái điểm nó bị lột men như thế này nè. Đó, em quay rất là kỹ luôn nha. Bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể yên tâm ha, những cái đặc điểm của cái bình này có cái đặc điểm gì, có bị bong tóc, sức mẻ, lột men hay là gì không thì em đều trình bày rất là rõ luôn, mọi người có thể yên tâm nha. Đây một cái điểm mà ấy khác nè, đó, những cái nút rồi, những cái điểm chỗ đồng chỗ sắc nè, đó là phần thân nha. Còn về phần chung đáy nè, phần chung đáy là hiệu đề, để em quay một vòng này em phải kỹ cẩn thận một tí chứ không là hư một cái là mệt lắm. Đây là những cái điều nó bị mẻ nè, nhăm mẻ nè. Đó, và có rất là nhiều cái vết nhăm mẻ khác ở trên cái phần đáy nè, rất là già luôn, phần đáy rất là già. Và nhìn kỹ hơn ở cái phần đây, phần đáy nè, lớp nước men vẫn còn nè, phần đáy nước men ở phần đáy vẫn còn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những cái đường rạn nứt. Đó, đường rạn nứt nhỏ nè. Đó, một khoảng chừng 1-2 cm và những cái nứt nhỏ rất là nhiều nè. Đó. Đó, cái thứ ba là những cái ốc trâu, những cái nốt ốc trâu nó bắt đầu nó nổi nè, rất là nhiều nè, và những cái điểm ấy hát nè. Đó, còn về cái hiệu đề, đây là hiệu đề 4 chữ nè, cái gọi là cái độ bóng của nó không còn cái độ bóng nữa, nó bị xuống màu theo thời gian 5 tháng nè, nhìn nó không có giống như những cái nét chữ mới viết ha, mực nó còn chưa khô ha, mọi người có thể nhìn thấy nè. Đó, nó không có bị ướt át như những cái nét mới ha. Đó, đó là những cái điểm mà khi mà em quay lên em muốn giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị. Đó là cái bình bên tay phải, và không em giới thiệu tới mọi người cái phần cái bình bên tay trái nè.
Thứ nhất là về phần miệng đi, em giới thiệu theo trình tự cho mọi người dễ hình dung. Đó, được bọc đồng thủ công tay ở phần miệng. Đó, bên trong bọc vô khá là nhiều nữa nè. Đó, rất là đẹp. Cái bình này ở đây chắc mọi người có thể nhìn thấy được cái vết mà đây. Đó, một cái vết mà nó bị chỗ sắc ra nè. Đó, đen ở đây luôn nè. Em gờ bằng tay được nè, nó khá là gần cho nên mình dễ nhìn nè. Bên ngoài đây thì những cái nốt này cũng rất là nhiều. Còn bên trong đấy cũng có rất là nhiều cái điểm mà nó bị lột men rồi nó nổi ốc trâu lên. Tại vì em bản thân em cầm ở đây nè, em quan sát được. Đó, bà con cô bác và cô chú anh chị mình quan tâm, mình cứ mạnh dạn gọi điện cho em quay cho mọi người xem. Đó, mọi người ưng ý thì có thể giao lưu với em, còn nếu mà không ưng ý thì mình hẹn món khác. Em rất là nhiệt tình, rất là thoải mái trong vấn đề đó ha. Rồi, ở phần thân nè, tích long ẩn nè, những cái điểm nốt chỗ men, ủa những cái điểm chỗ men, những cái điểm mà lột men xuất hiện rất là nhiều. Đó, rất là già luôn, một cái đôi bình rất là già, cốt cầm thì cực kỳ nặng tay luôn à. Đó, đây chỗ nào có là em đều cố gắng quay hết nè. Đó, về phần chôn đáy và hiệu đề, đó để em quay phần chôn đáy và hiệu đề cho bà con cô bác cô chú anh chị mình xem nè. Đó, chôn đáy thì rất là già luôn. Đó, có những chỗ bị lột men rồi đó, sức mẻ nè, bị nhăm mẻ nè. Đó, và những cái điểm ốc trâu hoặc là những cái điểm rạn nứt, đó rất là nhiều. Phần men, nước men ở đáy vẫn còn nha. Đó, không có bị bong tóc gì hết, chỉ là những vết nhăm, những cái vết mà nó lủng men, lục men vậy thôi. Còn về hiệu đề, đó cũng tương tự như cái đôi bình hồi nãy ha. Nét chữ rất là đẹp, rất là dứt khoát nè. Nó không có bị gọi là, nó có một cái độ xuống màu theo thời gian năm tháng, chứ không phải ướt ướt mới mới như những cái món đồ tái đồ ấy nha. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, em đã vừa giới thiệu sơ qua một cái hai cái bình bí như thế này. Bà con cô bác và cô chú anh chị xem chưa rõ, mình cứ liên hệ với em qua Zalo và số điện thoại là 0774814824 để em gửi thêm hình ảnh và thông tin đôi bình này ha. Và em xin được phép giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị đôi bình bí tích long ẩn này với giá là 30 triệu đồng nha. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý, mình cứ mạnh dạn liên hệ với em để xem trực tiếp ha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp.